Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách để tạo ra làm được một cái núi đá châu Á như vậy nhé. Cái này mình sử dụng Maya, không cần qua các phần mềm Sculpt hoặc là Houdini. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Ở cái phần này, mình đang chia ra làm 5 giai đoạn để tạo ra được cái núi cuối cùng là cái núi này. Cái núi này mình sẽ chỉ còn một bước nữa là gắn chất liệu và gắn thêm cây và render thôi. Thì phần đấy bây giờ mình sẽ cần làm cái phần xếp núi này trước. Thì đầu tiên mọi người chuẩn bị cho mình một cái khối xếp đơn giản như vậy thôi. Cái cục này thì mình sử dụng cylinder và chỉnh cái thông số là 4 cạnh để tạo ra được cái hình mũi tên như vậy. Mình chọn vertex mình kéo xuống giống như cái bút chì. Sau khi mọi người có rồi thì mọi người hãy chọn chuyển sang phần FX và chọn Mask, Cream Mask. Mọi người nhớ chọn sang cái Mask này nhé. Sau đó mọi người ấn Apply. Rồi, sau khi mọi người có được cái file đấy thì nó sẽ tạo cho mình được một cái khối như vậy. Một cái khối như vậy thì mình sẽ cần chỉnh thêm. Đấy, khối như vậy và mình đã tăng cái thông số lên một chút. Ở đây là cái trục y mình cũng cho là 3 luôn, cho đều luôn. Sau đó mình add thêm một cái nốt là nốt random. Nốt random thì mình sẽ tùy chỉnh một số thông số như là cái trục xoay của nó. Trục xoay của nó, trục x mình cho xoay một ít, trục z cho xoay một ít và trục y xoay nhiều nhất để nó xoay 360 độ. Sau đó là mình có scale random cho một chút để tạo ra được cái khối nó tự nhiên hơn. Ok. Khi có được cái file mask vậy, mình sẽ cần phải tạo thêm một mask lần nữa là mình nhấp chuột vào đây, nhấp vào cái object đấy. Sau đó mình sẽ vào biểu tượng mask, mình tạo lần thứ hai thì mình sẽ có được một file mask giống như vậy. Mình sẽ có được một file mask giống như vậy. Mình sẽ cho thay vì mặc định là trục x thì mình sẽ điều chỉnh sang trục y và tăng cái độ cao của nó lên. Cái này thì tùy theo mọi người, tùy chỉnh độ cao của cái núi nhá. Đây mình tùy chỉnh trục cao của nó lên như vậy. Sau đó mình sẽ add thêm một cái random nữa. Random đây thì là trục x y z, mình không điều chỉnh, mình chỉ xoay trục y thôi. Đó. Mình sẽ add mình cho xoay cho cái trục cho nó xoay random một chút. Sau đó mình tạo thêm một cái visible. Visible đây thì mình tạo để cho nó ăn ở cái phần giữa một chút, khi cái quả núi nó có khuyết, điểm khuyết nó sẽ hay hơn. Đấy, như vậy, nó khuyết sẽ hay hơn. Mình tạo một cái velocity và mình sẽ tạo một cái mask ở đây, cree mask, cái control của nó. Mình nhấp chuột phải chọn cree và nhấp vào bên trong nó, mình chuyển sang chế độ cup là hình khối vuông để mình sử dụng và mình invert cái file đấy. Ok. Sau khi mình có được một cái file như vậy thì tới bước tiếp theo là cũng là bước khá là quan trọng để mình có thể mình tạo ra được cái khối xếp núi. Mọi người hãy lưu ý là như ban đầu mình nói là mình hãy chọn là mask chứ không phải là instant nhé. Tại vì khi nếu mọi người đã chẳng may chọn instant thì mọi người có thể nhấp chuột lên cái bảng strip trên cái mask này. Mọi người có thể chọn strip mask thì nó cũng thể nó chuyển sang được. Ok, bây giờ mọi người hãy chọn nó. Rồi là mọi người hãy bấm vào cái biểu tượng ở trong cái strip storm vn của mình viết. Mọi người có thể nhấp vào cái biểu tượng thứ hai này hoặc là mọi người có thể nhấp vào biểu tượng vdb mesh tool ở đây. Ở đây mình có cream mesh, cream noise, cream s và tạo một cái box để mà control cái object đấy. Ok, bây giờ mọi người có thể tạo cream mesh lên nhé. Thì khi mọi người tạo xong ấy thì mọi người sẽ có được một cái khối. Mọi người hãy show ở trong cái bảng này lên, bảng này là bảng Node Editor. Mọi người Windows Node Editor ở đây. Ok. Thì mặc định ban đầu mọi người sẽ có một cái file mesh nó giống như cái hình thứ hai này. Đây, nó sẽ có một cái file mesh như giống như vậy. Khi mọi người nhấp vào cái mesh này thì cái object này của mình nó sẽ tạo thành một cái object mesh có smooth giống như vậy. Thì mọi người sẽ cần chỉnh thêm một chút ở trong cái bảng vdb mesh này. Mình có chỉnh ở cái phần form polygon
mình chỉnh là vô số size là 0.3 nhé, mặc định của nó sẽ là 1. 1 thì nó sẽ ít được cái chi tiết giống như vậy. Mình sẽ bật lưới mọi người thấy ít chi tiết hơn. Thì mình sẽ chuyển xuống là 0.3 để tăng cái độ chi tiết hơn một chút. Còn VDB Fighter thì mình tăng cái thông số lên. Mình để là 2. Ok. Và cái phần VDB Convert thì mình có giảm cái khi mình tăng cái này thì nó sẽ giảm bớt lưới. Mình sẽ để là 0 đi thì mọi người sẽ thấy được cái số lượng lưới nó sẽ đều và khá nhiều. Thì ở đây mình có thể giảm, mình giảm đi một chút để cho nó nhẹ hơn một chút trong quá trình mình làm ha. Với lại là nó sẽ xóa bớt đi những cái phần noise ở những khu vực không cần thiết. Thì nó sẽ tạo ra cái khối nó phẳng như này hơn. Nó tạo khối nó phẳng hơn. Nó phẳng hơn. Đó. Sau khi mình có được vậy thì mình sẽ cần add thêm cái noise. Mọi người có thể chọn mask. À, chọn cái mask này, mọi người green noise đi nhé. Thì khi mọi người tạo green noise đây, nó sẽ tự động nó gắn cho mọi người một cái noise giống như vậy, giống như sau. Nó sẽ gắn sẵn cho bạn một cái noise và cái VDB filter ở đây khi mọi người nhấp vào green noise đây. Ok, thì cái thông số ở cái green noise khi mà mình tạo mặc định ấy, thì nó sẽ giống như vậy. Mình sẽ gắn cho mọi người một cái noise. Mình sẽ gắn tay để cho mọi người thấy được khi mọi người bước đầu tiên mọi người gắn cái noise vô ấy, thì cái phần noise của mọi người sẽ giống như vậy. Ok. Thì ở đây thông số mình có tùy chỉnh. Mình có tùy chỉnh thêm chuyển cái noise mode sang fractal và about. Và mình chuyển tùy chỉnh thông số ở đây một chút. Mọi người có thể tham khảo cái thông số này của mình chỉnh nhé. Khi mình có một cái noise vậy, mình đã tạo giữ được một cái khối shape cơ bản giống như sau. Thì mình sẽ cần gắn thêm một cái noise nữa để nó có cái độ... Mình gắn thêm cái noise để cho nó có cái độ gồ ghề hơn một chút. Và cái thông số của mình sẽ điều chỉnh như ở bên bảng bên cạnh, attribute bên cạnh đây. Sau khi mình có được cái set thứ hai này, mình thấy cũng ok. Nhưng mà mình sẽ cần phải gắn thêm cho nó một cái deform. Mình sẽ tắt cái đi. Mình sẽ cần phải gắn cho nó một cái deform nữa. Và mình sẽ chọn cái deform. Ở đây là mình đã gắn sẵn rồi, mình sẽ tắt đi cho mọi người thấy được là khi có deform không có deform nhé. Ok. Đây là mình tắt cái deform đi. Mọi người hãy nhấp vào cái phần cái mask này và mọi người chọn sang phần animation. Chọn deform và chọn texture và nhấp vào nó thì mọi người sẽ có được một cái biểu tượng deform ở đây. Và nó đang ở chế độ là local. Mọi người chuyển cái phần direction này thành cái normal. Sau đó là mở bảng hyperspace lên. Mở bảng hyperspace lên và mọi người hãy tạo cho mình một cái RAM rotation nhé. Như cái file này mình sẽ để mặc định lại cho mọi người dễ nhìn hơn. RAM rotation. Mọi người hãy gõ là RAM rotation đây. Thì nó sẽ tạo cho mọi người một cái nốt, bốn cái nốt vậy. Mọi người hãy vào cái phần RAM và chỉnh cái phần VRAM. Phần smooth này chuyển sang 5 để cho nó không có smooth cái đường viền này. Đó, mình để cho nó 5 luôn. Mình tăng cái phần noise này lên một chút để cho cái phần đường viền đấy nó có cái phần noise đường viền cạnh. Ok. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái thông số của deform. Thì cái phần rotation nãy mình bảo ấy, mọi người sẽ kéo vào trong cái phần texture này của deform nhé. Và chỉnh cái strength này là trừ 0.1. Và cái phần offset này mình chỉnh để cho nó ăn vào bên trong một chút. Ăn vào bên trong một chút. Ở cái phần nãy mình tắt đi để chỉnh. Đây ví dụ mình tăng trừ 0.2 thì nó sẽ ăn vô sâu hơn và nó sẽ tạo ra một số cái góc cạnh sắc này. Ok cũng được thôi, nhưng mà mình hiện tại mình thấy 0.1 là cũng đủ rồi. Cái mục đích của mình ở đây á là mình tạo cái RAM này để cho nó tạo một số cái dòng kẻ ngang ở phía này. Mọi người muốn nhìn thấy rõ hơn thì mình sẽ gắn cho nó một cái cục chất liệu. Đây mình gắn chất liệu này và mình sẽ show mọi người thấy được là cái mục đích của mình để mình tạo ra cái RAM rotation này.
để nó tạo ra những cái dòng kẻ ngang này, và mình sẽ cho deform nó ăn sâu bên trong. Bây giờ mình sẽ cần thêm một cái noise nữa để cho cái phần RAM này nó được tự nhiên hơn. Ví dụ như có chỗ có chỗ không cái phần ăn của deform. Ở đây mình tạo thêm một lớp layer nữa là layer texture. Mọi người gõ layer texture đây, đè phím tab. Layer texture. Ok, và tạo thêm một cái lớp layer nữa. Cái lớp layer đầu tiên á, mọi người kéo cái RAM vô. Kéo RAM vô. Lớp layer thứ hai, mọi người kéo phần layer noise vô. Và mọi người sẽ bật chế độ hòa trộn cái phần layer đầu tiên là multiply. Ok, thì phần noise thứ hai này mình sẽ điều chỉnh thông số của cái phần tăng contrast ở đây cho nó có độ chuyển biến mạnh hơn. Và phần scale của noise này, nếu mình để to vậy đó, mình để to vậy thì nó sẽ chỉ che được một số ít, nên mình để thông số là nhỏ lại để cho nó che được cái mảng to hơn. Cái này tùy theo mọi người có thể tùy chỉnh theo ý của mọi người nhé, làm sao để mà che được cái số, cái sự random hơn một chút nhé. Ok, mình sẽ bật cái shader lên thì nhìn rõ hơn cái khối mesh của mình. Sau khi mình gắn deform xong ấy, là mình sẽ thấy được là nó sẽ bị hở một số lưới và lỗi một số mảnh nó đang bay trên không này. Thì mình sẽ cần cream mesh thêm một lần nữa để cho nó ăn, nó tạo smooth và làm mềm hơn. Thì mọi người hãy chọn cái mesh, sau đó chọn cream mesh này nhá, hoặc là nhấp đây cream mesh. Ok, mở bảng nốt lên nhá. Thì mọi người sẽ có một file như sau đây. Khi mọi người cream mesh thì nó sẽ tạo ra một cái file như vậy, những cái nốt như sau. Không có cái nốt noise nhá, noise là nốt mà mình gắn thêm. Đây cái nốt cái mesh mà nó mịn màng hơn, cái mesh này nó sẽ loại bỏ một số cái thừa bay trên không và một số cạnh lưới hỏng nó sẽ bù đắp lại. Thì mình đã có cái mesh như vậy thì mình sẽ cần add thêm cái noise nữa để làm thêm những chi tiết trên cái mảng núi này nhá. Mình sẽ add thêm cái noise vào trong cái phần giữa filter và resemble ha. Mọi người gắn thêm vào đây. Mọi người nhớ là cái phần VDB này là cái phần của cái phần shape cuối cùng khi mình tạo cream mesh nhé. Nó sẽ nằm giữa hai cái filter resemble này, không phải là cái vùng trước đó là mình đã sử dụng ở cái shape núi này nhé. Cái shape núi này thì nó sẽ có cái resemble cũ của cái trước đó, và cái resemble mới ở cái phần sau này nó sẽ ở cái phần cream mesh sau phía sau. Ok, vậy bây giờ là mình đã tạo tương đối là xong được một cái quả núi châu Á. Đấy, mình thấy cũng tạm được, cũng ổn, cũng ok. Thì cái cách làm này cũng khá là nhanh. Mọi người có thể tùy chỉnh ngay ở cái shape 1 thì cái shape cuối cùng nó cũng sẽ ảnh hưởng nhé. Thì ví dụ như là mình sẽ chỉnh cái vị trí của cái này chẳng hạn, mình kéo sang đây một chút thì lập tức trên đây nó sẽ có thay đổi. Đó, nó sẽ thay đổi theo cái đối tượng ban đầu mà mình đã tùy chỉnh nhé. Mọi người có thể giảm bớt cái số lượng này đi cũng được. Giảm bớt ví dụ như nó là cái mask 1 này, mình giảm bớt đi, ví dụ như là phần này mình có thể giảm là 3 chẳng hạn. À đây, đây là vị trí, đây là vị trí. Nhầm, đây là 1. Đó, nó sẽ thay đổi theo cái object source của mình nhé. Đây là cái tạo núi để mà mình có thể thay đổi được cái kiểu dáng mà mình đúc bồ ra một cái núi, đúc bồ ra được cái một cái đại cảnh nhiều quả núi khác nhau nhé. Mình ship nó, mình chuyển sang cái 2 thì nó sẽ tạo ra một cái form khác cho mọi người này. Mình sẽ chọn ship ở đây. Đó, nó sẽ tạo cho mình một cái form khác nhau. Nó sẽ tạo cho mình một cái form khác. Mọi người có thể tùy chỉnh một cái form núi nào theo cái ship ở đây nhé, hoặc là điều chỉnh cái form dáng của cái object này cũng được. Mình sẽ để là mặc định và mình sẽ thử scale thử cái object đầu tiên này to cái phần đầu ra sẽ như nào. Đó, mọi người thấy không? Nó sẽ tạo cho mình một cái form khác hoàn toàn. Nhưng mình thấy cái lúc đầu nó vẫn đẹp hơn. Giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách render ra cái quả núi châu Á nhé. Thì ở phần trước mọi người đã tạo ra được cái mesh như vậy. Bây giờ mình sẽ gắn chất liệu cho nó. Thì mình thường lấy vật liệu ở trên trang web texture.com. Thì cái vật liệu mà mình thấy khá phù hợp nó là cái vật liệu này.
Mọi người có thể lên trên trang này, mọi người tải cái vật liệu đấy về nhé. Thì trang này nó cho mình tải miễn phí 15 điểm trên một ngày. Và mỗi tích chờ đây khi mình bấm vô nó sẽ trừ điểm này. Như cái pha này hình như là 0 điểm. Không. Vậy là mình tải sẽ không bị mất cái điểm miễn phí này. Ngoài một số cái tích chờ mình nhấp vô nó sẽ bị mất trừ một điểm ấy. Mình chỉ tải hai cục chất liệu thôi, là cái cục đá và một cái cục mossy, cục rêu. Rêu ở đây mình cũng đã tải sẵn rồi, cục rêu này, mossy rock 2 này. Để gắn chất liệu thì mình sẽ cần tạo cho nó một cái mask để mà chút nữa cái cây nó sẽ mọc ở trên cái phần phía trên, những cái phần mà tiếp xúc đối diện thẳng với mặt trời sẽ mọc cây lên được. Thì mình sẽ sử dụng thêm một cái tool nữa của mình đã viết, tool tool này, tool thứ hai này, flat mt tool này. Cái phần back texture mình sẽ chọn nó, mình gắn bật enable nó lên. Ok. Và sau đó là mình sẽ add cho nó một cái material để mình back. Rồi. Mình sẽ bấm số 6. Thì mọi người sẽ thấy được cái màu trắng, cái phần màu ở đây là cái phần màu tiếp xúc cái phần mặt trời. Thì mình sẽ chọn nó và edit cái material nó bằng cách nhấp và edit material đây và điều chỉnh thông số này tùy ý để mà cái phần trắng, nếu phần trắng mà nhiều á thì nó sẽ sinh ra nhiều cây hơn, cây nó sẽ mọc theo cái texture này nhé. Chút nữa mình sẽ lợi dụng cái texture màu trắng này để nó mọc lên, thay vì mình phải sử dụng scrub mình qua một cái phần mềm thứ ba để mình vẽ texture những cái file mask. Ở đây mình có thể invert này, thì màu trắng màu đen thì cũng được, nhưng vấn đề là đằng nào nó invert nó cũng vậy à, sang kia mình invert ngược lại cũng chẳng sao. Đây màu trắng đen này cũng được đi. Mình sẽ vào cái edit back texture, mình sẽ chuyển chế độ mode ở đây là back texture không phải là render nhé, và để cái size texture mask mình chỉ để khoảng 1024 là đủ rồi, không cần phải lớn lắm đâu. Cái màu đây mình sẽ chọn là màu đây. Ok. Và cái đường dẫn mình sẽ set đuôi định dạng của nó để tay ga cũng được. Mình sẽ lưu đường dẫn khác, mình sẽ lưu vào trong đường này xin. Ok. Hoặc để ngoài desktop đi, mình sẽ lưu một file. Mình sẽ lưu cái file đấy. Ok, mình tắt đi. Giờ mình select lại cái mesh đấy và mình bấm cái texture. Bây giờ nó sẽ kết xuất cho mình một cái texture. À, rồi mình quên. Do là cái file mesh này của mình nó chưa có UV cho nên là mình không thể xuất được. Cho nên là mình đã quyết định là chiếu UV một cách nhanh chóng nhất. Thì mọi người có thể chọn Cylinder ở đây, mọi người bấm. Sau đó là mọi người sẽ chỉnh một chút để cho cái phần UV của mình nó nằm trong cái phần ô vuông của nó. Không cần phải chỉnh zoom kỹ lắm đâu, bởi vì là mình chỉ cần xuất cái mask, một sức cái mask của cái đen trắng này ra để mình trồng cây thôi. Chút nữa mình làm chất liệu mình sẽ không sử dụng UV, rồi mình sẽ bật lên mình xuất lại. Rồi, người mới bật lên xuất lại. Và cái phần texture này mình chỉnh rồi. Back texture đúng đường dẫn đúng rồi này. Rồi mình sẽ export lại. Đó, giờ nó mới chạy đúng này. Nó sẽ xuất cái texture mask nó dựa trên cái UV của mình. Mọi người chờ chút xíu. Rồi, vậy là mình đã có được một cái tấm texture mask này rồi nhé. Bây giờ bước thứ hai thì mình tắt cái bảng này đi và mình sẽ gắn vật liệu cho nó. Mình sẽ gắn cho nó một cái vật liệu. Ở đây mình sẽ đặt tên là rock. Mình sẽ solo mình nó thôi. Mình sẽ kéo những cái texture nãy mình tải về. Mình sẽ kéo vào đây. Mình sẽ gắn lên. Lần lượt lên cho nó. Mọi người không không cần quan tâm cái phần UV đâu. Mọi người hãy cứ gắn trước đi đã. Gắn phần 2 là Disneyland này. Ok này, phần normal boom này. Rocknet này. Specular. Ok. Mình sẽ tạo thêm một cái Disneyland. Progressive Distortion đây. Mình sẽ gắn vô. Ok. Gắn thêm phần Rock này.
mình sẽ gắn vô phần phần rocknet ở đây. Boom, mình sẽ tạo thêm một cái boom Brexit boom map. Rồi. Map mình để đoạn này mình sẽ làm nhanh nhé. Mấy phần texture này mọi người nhớ là để nó raw hết, trừ phần diffuse mình để RGB, còn lại mình để raw hết. Giờ mình sẽ tạo cho nó một cái đèn drum light. Rồi, mình sẽ gắn cho nó một cái HDR môi trường nào đó tương đối hợp một chút để nhìn rõ được chất liệu. Thôi mình để cái outline này, sẽ bật cái background lên, chỉnh nó một chút xíu. Phần domline này nó ảnh hưởng cái phần bầu trời và cái kia dữ quá, mình sẽ giảm cái saturation này xuống. Mình sẽ tạo thêm một cái đèn chính đó, một cái đèn có hướng. Đèn này có tác dụng để tạo khối, tạo shadow để nó có điểm nhấn. Mình sẽ bật GI, thêm GI lên. Mình sẽ chỉnh chút sample. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ chỉnh tiếp cái phần vật liệu. Thì tại sao mà mình bảo là không, tại sao mình bảo là không cần sử dụng đến UV? Có UV đẹp thì cũng tốt, nhưng mà nó sẽ ngốn thêm thời gian của mọi người ngồi chỉnh UV. Thì ở đây mình sẽ gắn cho nó thêm một cái nốt để mình không cần phải tùy chỉnh UV nữa. Mình select vào cái material này nhé. Sau đó là chọn những cái tích và những cái nốt mà mình đã nối, như nốt diffuse, rocknet, boom, displacement và ambient. Ok. Giờ mình sẽ cần bấm vào add là nó sẽ tự động gắn cho mình. Đó, mọi người thấy không? Nó sẽ tự động gắn lên. Nhưng mà cái size pixel của nó đang bị thu rất là nhỏ, mình cần phải tùy chỉnh lại cái triplana này. Giờ mình sẽ select hết mấy cái này và mình nhấp chuột phải lên cái bảng này và edit triplana. Và mình sẽ scale cái này xuống cho nó nhỏ lại một chút. Mọi người thấy không? Nó sẽ nhỏ lại và nhìn nó sẽ ổn hơn đấy. Ở cái núi này thì mình vẫn chưa bật cái displacement lên. Mình sẽ select mesh nó và mình sẽ bật lên nhé. Rồi, bật displacement lên. Thì cái displacement này nó đang bị phình ra một chút. Nhưng mà có nó thì nó sẽ có chất lượng, nó sẽ chi tiết hơn. Mọi người thấy chi tiết không? Mình sẽ điều chỉnh cái nốt displacement này một chút xíu để cho nó phù hợp hơn. Mình giảm âm cái min để cho nó bóp lại vào bên trong một chút, cho cái phần độ mạnh nhẹ này giảm chút xíu, 0.5 đi. Rồi, mình thấy cũng ok đấy. Nó nếu mà nó có lỗi thì mình sẽ cần phải chỉnh lại thông số ở đây một chút. Bây giờ việc tiếp theo là mình sẽ cần gắn thêm một cái chất liệu mà để làm cái loại gọi là mình gắn cái rong rêu lên ấy, nó sẽ bám trên cái bề mặt lên trên nhé, để mình chút mình gắn cây. Để mình sẽ gắn thêm một cái vật liệu nữa, mình sẽ tạo thêm vật liệu nữa, mình sẽ đặt tên là rêu nhé. Thì tương đối là cũng giống, bởi vì mình tải trên cái trang texture thì texture nó cũng giống nhau. Nhờ công việc của mình là sẽ load cái texture đấy vô. 2.
Mọi người chỉnh sang RAW hết cho mình nhé. Này RAW, cái này RAW. Ok. Bây giờ mình sẽ gắn thêm một cái nữa để mình bend lên cái cục rock ở phía trên. Nó là Material Blender. Rồi. Mình sẽ cần kéo cái nốt này ra và mình thay thế vị trí của nó. Và cái rock ở phía trên này mình sẽ gắn vô phần breaker và cái phần material và cái phần mossy thứ hai. Mình sẽ gắn vô phần layer 1. Ok, layer color 1. Rồi, phần thứ hai mình sẽ gắn vào đây. Mình có thể mình bỏ cái này đi được. Bây giờ mình sẽ sử dụng thêm một cái mask mà nãy mình đã xuất ấy. Mình đã xuất mask đen trắng. Đây, cái mask đen trắng đây. Mình sẽ sử dụng cái mask, chính cái mask này. Mình sẽ sử dụng làm cho cái mask của cái rail. Mình sẽ ghi chọn gắn vào blend color 1. Ok, giờ mình sẽ render thử nhé. Đó, mọi người thấy được là cái rail nó sẽ bám trên bề mặt rồi đúng không? Mình sẽ gắn cho nó thêm một cái remap color chẳng hạn, cho lên ảnh hưởng lên chút cũng được. Nên mình sẽ cần focus cận hơn một chút để mình chỉnh cái vật liệu nó đúng hơn chút nhé. Đây, cái phần với lại là do cái phần UV sai nhưng mà mình sẽ không sử dụng UV. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái phần này. Cái phần Mossy này mình sẽ gắn cho nó thêm cái Tri Banana nhé. Ở đây mình đang tắt cái Displacement lên rồi, cho nên là mình cứ tắt cái mắt này đi trước. Mình sẽ cần add Tri Banana vào. Ok, gắn vô nó lại nhảy. Phần Mossy rồi. Đây, cái này là của Displacement. Mình để xuống dưới để chút mình chỉnh. Cái này là Displacement của cái mask. Rồi, ba cái Tri Banana của Mossy, mình sẽ edit nó cho nó nhỏ lại một chút. Ô, cái gì vậy? Đó, mọi người thấy nó nhỏ hơn đấy. Mình sẽ bật thêm cái Displacement để cho nó nổi lên nhé. Displacement mình cũng sẽ gắn thêm một cái Tri Banana. Cái này mình gắn tay vậy, nãy mình tắt sớm quá rồi mình phải tự gắn tay vậy. Tại vì script nó không hiểu khi mà mình tách riêng. Ok. Mình sẽ cần bend với cái cục Displacement phía trên nữa. Đây, mình kéo lên trên để cho dễ xem. Rồi, mình sẽ tạo thêm cái nốt là Blend Displacement. Rồi, mình sẽ gắn hai cái này vào với nhau. Rồi, chọn Out. Rồi, Displacement. Bật cái thông số 1 lên, Weight 1 lên. Mình sẽ chỉnh thêm cái phần Tri Banana 0.1 thôi. Thực ra thì cái texture này khi mình nhìn phía xa ấy, mình cũng sẽ không nhìn rõ đâu. Cho nên là mình sẽ cần mình điều chỉnh một chút, cũng không cần thiết phải Displacement làm gì. Nhưng mà đây mình chỉnh để cho đầy đủ nhé. Thì Displacement này mình giảm xuống, nãy mình để cao quá, để là 0.5, nó hơi cao. Để với lại một phần là mọi người có thấy là khi mình bật cao thì sẽ ảnh hưởng lên cái phần núi này không? Thì mọi người sẽ sử dụng chính cái map alpha đấy, cái map mask mà nãy mình sử dụng để bend hay cục chất liệu là cái map này. Đây, để gắn vào cái phần Material Blender, mình sẽ dùng cái map này để mình tách cái Displacement này chỉ riêng cái phần rail này thôi. Mình sẽ gắn vô thì mình sẽ gắn vô cái phần RGB này, mình sẽ gắn vô Displacement Way nhá. Mình sẽ tắt cái phần này đi bởi vì cái phần này nó sẽ là phần hòa trộn. Và mình tắt đi. Mình xem. À, nó đang bị ngược thì mình sẽ cần phải gắn thêm một cái nốt nữa là reverse. Rồi mình gắn đây. Rồi nối lại vào nó. Rồi, vậy là nó chỉ hiểu bên trong cái phần mask của cái rail nhá. Mình sẽ giảm cái rail xuống một chút. Rồi, mình nghĩ là ổn rồi đấy.
Rồi mình sẽ để zoom xa mình xem như thế nào. Thực ra thì mình cũng nói với mọi người là mình nhìn xa vậy thôi, nhưng mình cũng không cần thiết phải chi tiết kỹ vậy đâu. Thì nếu mà mọi người muốn rõ hơn một chút, nhưng mà tại vì cái đoạn này mình còn gắn cây lên nữa mà. Cây nếu mà mọi người kỹ hơn thì mọi người gắn thêm cây cỏ vô ấy thì nó sẽ đẹp hơn. Còn cái map này thì mình chỉ cho boom nhẹ lên là được rồi, không cần phải chi tiết lắm đâu. Tương đối là xong về cái phần vật liệu rồi nhá. Bây giờ mình sẽ gắn thêm cái phần núi, thường nó sẽ có thêm một số cái dọc trắng dọc đen ấy ở trên núi để cho nó giống với thực tế hơn một chút. Thì mình sẽ gắn thêm một cái nốt nữa. Cái nốt này để mình sẽ gắn và mình sẽ render thử cho mọi người thấy, và mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách để tạo ra cái mask này nhé. Mình sẽ cần phải hòa trộn nó với cái rock diffuse. Giờ mình sẽ lấy kéo cái rock diffuse này ra đây, kéo cái mask rock diffuse này ra, mình sẽ kéo hòa trộn nó. Mình sẽ thay vị trí phần ao, cái này mình sẽ gắn vô baker, và phần ao này mình sẽ gắn vô cái phần thay cái vị trí của phần rock đấy nhá. Ôi, mọi người sẽ thấy được là cái map ấy của mình khi mình gắn vô ấy, nó sẽ có cái dọc dọc này, nó sẽ hay. Nhưng mà mình sẽ chỉnh lại cái map này một chút. Phần diffuse thì mặc định nó là vậy. Noi ở đây mình sẽ kéo từng cái thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Một cái noi map đen này là mình để tạo ra được cái khoảng phần noi cho nó phần đen và phần sáng tách riêng biệt. Và mình có hòa trộn thêm một cái nữa là phần noi dọc dài, là để cho một số cái núi nó có một cái dọc phải kẻ đấy. Thì cái lý do mình sử dụng thêm cái noi alpha kia là để mình giảm bớt đi một số đoạn nó có nhiều những cái dọc này. Đây, mọi người nhìn xa là mọi người sẽ thấy được toàn diện nó vậy. Và mình gắn thêm một cái noi khác là để làm sáng lên cái vùng đấy. Đây, làm sáng hơn này, và một cái noi to hơn này. Rồi mình sẽ điều chỉnh thêm ánh sáng một chút để cho nó đẹp hơn. Mình sẽ cho nó sáng hơn một chút, là mình sẽ dùng ánh sáng chính á, cái hướng này nó hơi sáng hơn chút xíu, mà cả hơi ám vàng lên một chút. Đó. Bây giờ mình sẽ gắn cây lên nhé. Cây thì mọi người sẽ cần phải có một số loại cây, 2 hoặc 3 cây gì đấy. Nó hơi lệch màu một chút xíu thì nó gắn lên nó sẽ random, sẽ đẹp hơn. Đây, mình sẽ import một số cái cây mà mình đã xuất RC rồi. Mọi người, cái cách xuất RC thì mọi người có thể xem các cái tút trên mạng, cũng chỉ rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ cần import mấy cái cây đúng không? Rồi, hiện tại mình có được 3 cái cây. Giờ mình sẽ solo riêng cái cây đấy đây. Mình có 3 cái cây nó ở đây rồi. Thì 3 cái cây này hiện nó đang ở chế độ RC. Hiện tại vào chế độ RC đi, bốc. Mình sẽ sử dụng cái tool này của mình, nó làm dễ hơn. Là mình select được nhiều cái, mình điều chỉnh một cái được luôn. Review Mats. Đây. Nếu RC nó sẽ hơi nặng ấy. Ok, sẽ hơi nặng. Cho nên là mình sẽ chuyển sang về cái bốc để mình view nhẹ hơn. Và ở đây cái phần chất liệu mình sẽ chọn là khi mình gắn lên cái núi này, mình thấy cái màu cây nó chưa phù hợp thì mình có thể điều chỉnh chất liệu được. Gắn lên matching. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ gắn lên cái phần body này nhá. Giờ sẽ select 3 cái cây này và chọn cái Epic Mask, Free Mask. Phần này mình chọn Instant nhé. Instant chứ không phải là Mask. Nếu mà Mask nặng ấy, cho nên mình chọn Instant thôi. Chọn Apply Curl. Bây giờ mình chuyển sang đây, chuyển sang cái Mask, và mình sẽ chọn là Mask. Bây giờ mình sẽ kéo cái phần Mask Object này vô để cho cây nó bám trên bề mặt nó. Đó, để cho lên 1100 trước đã. Ở cái phần Instant Outline này, mọi người chọn kiểu xem geometry dạng Boring Boxer nhé, để cho nó có dạng bốc dễ, nó nhẹ nhàng hơn cho mình chứ không phải nó nặng đấy. Đây,
mình sẽ tăng cái phần lên nhiều hơn nữa. Bây giờ nó đang chạy kiểu rất là nhiều luôn, thì làm sao để mà nó chỉ trên cái bề mặt mà nãy mình xuất lên ấy, là cái xuất tấm mát ấy. Bây giờ mình sẽ kéo thêm một cái velocity nữa, mình sẽ kéo cái phần model vào phần map ở đây, nó sẽ hiển thị UV ngay đây, và cái phần strand map này mình sẽ kéo cái texture nó vô ha. Mình mở cái bảng UV xoay lên, mình sẽ kéo cái phần texture này vô đây, cái texture mà nãy mình xuất ra đấy, texture map ấy. Rồi bây giờ mình sẽ thấy được là cái số lượng ở trên đây nó bị giảm đi, thì mình sẽ tăng lên chừng nào mà mình cảm thấy nó đủ thì thôi. Đó, mình sẽ tăng lên, mình thấy này. Đó. Mình tăng lên, mình cũng không có nhiều lắm. Cái máy của mình nó bị lỗi gì á. Trên mát này nó bị lỗi gì, đâm ra là khi mà mình xoay mình tắt thì nó bị mất luôn. Nãy mình chọn 3 cây cho nên bây giờ mình phải chọn ID để cho nó hiển thị thêm một số lượng cây khác nhau, random khác nhau hơn. Và mình sẽ thêm một cái nốt random nữa, mình sẽ scale vị trí thì mình không di chuyển nhé, cứ để vị trí thôi, mình xoay cái vòng xoay cho nó ngẫu nhiên một chút, và cái tỷ lệ cây nó cũng random to nhỏ một chút. Số lượng cây ở đây cũng không nhiều cho nên mình sẽ cần tăng lên một chút nữa, tăng lên đây nam, và mình bật, mình tắt cái tính toán xoay theo cái chiều object cái đi nhé. Tắt đi thì cây sẽ đứng thẳng hướng một hướng hơn, giống hơn. Ok, số lượng nó có vẻ hơi nhiều, mình sẽ giảm bớt đi. Rồi, okay. Bây giờ mình sẽ thử render thử. Mình sẽ render thử. Mình trước khi render mình nhớ sale nhé, nhiều khi nó nặng quá là văng ấy. Rồi, số lượng cây này cũng khá là nhiều ấy, không ít đâu. Khá là nhiều nên mình cần giảm bớt xuống, mình thấy hơi bị dày đặc ha. Thấy hơi bị dày đặc. Một tầm này đi. Render thử coi. Này là do cái đèn domlight của mình nó tối á. Để tăng sáng lên. Đây, tăng sáng lên mình thấy được cái phần kia. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Và những bài tiếp theo mình sẽ ra những clip hay hơn, chia sẻ đến các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.